Hello xin chào các bạn. Tiếp tục với chuyên mục top những nước đi thiên tài. Hôm nay mời các bạn đến với năm pha thiệu bá đạo của thần chớp Hikaru Nakamura. Pha thiệu đầu tiên là ván cờ giữa Hikaru và một kỳ thủ có tên là Marian Wasman trong khuôn khổ giải vô địch cờ vua Manhattan tổ chức tại New York vào năm 1999. Cậu nhóc Hikaru 12 tuổi, ngây thơ vô số tội nên được cầm quân trắng. Còn đối thủ của cậu Marian mươi 62 tuổi cầm quân đen Ở thế cơ này chúng ta nhận thấy Trắng đang có thế công rất mạnh nhắm về phía thành của vua đen Do đó đen bình h 8 kiểm soát cột NMH Sau đó sẽ cho sẽ cho vua về G7 rồi F8 để tẩu thoát Tuy nhiên chưa kịp thực hiện ý đồ này thì Trắng đã phi hậu vào H5 chiếu Và máy tính đánh giá đây là nước đi thiên tài nếu tốt đen ăn hậu trắng thì trắng đẩy tốt F5 chiếu mở đen chỉ có hai cách là lấy tượng hoặc tốt để cản chiếu. Nếu tượng đen cản chiếu thì tượng trắng ăn tượng đen chiếu hết. Do đó đen sẽ phải đẩy tốt f5 để cản chiếu. Khi đó mã trắng ăn tốt đen và tấn cơ hội đen đe dọa hai nước chiếu hết. Một là dọa phi xe vào g7 chiếu hết. Hai là dọa nhảy mã chiếu mở. Đen chắc chắn sẽ mất hậu trong trường hợp này. Nước tốt nhất cho đen là thí mã ăn tốt trắng và tấn công tượng trắng và mở đường cho hậu kiểm soát ô g7. Tốt trắng ăn mã đen, đen hiệu f8 vẫn phải cố thủ cho ô g7. Mã trắng ăn tốt đen chiếu mở buộc tượng đen phải cản chiếu. Tượng trắng ăn tượng đen, hậu đen ăn tượng trắng, mã trắng ăn hậu đen. Lợi thế lớn sẽ nghiêng về trắng và đen sớm muộn gì cũng sẽ toang. trở lại ván cờ thực tế. Đen không dám ăn hậu trắng mà chạy vua G8 mở đường cho xe tấn công hậu. Hậu trắng ăn tốt đen chiếu, đen chạy vua F8 và cầm cự để thêm vài nước nữa. Cuối cùng biết là có cố gắng cũng chỉ làm nỗi đau thêm dài mà thôi, nên đen đành chịu thua. Ở thế cờ này các bạn biết vì sao mà đen chịu thua không? Bởi vì đen chắc chắn sẽ mất hậu. Giả sử đen chạy hậu thì chỉ có nước chạy F8 để tấn công hậu trắng. Khi đó thì tượng trắng ăn tốt đen và tấn công hậu đen. Mã đen ăn tượng trắng thì hậu trắng ăn tượng đen, chiếu hết. Hậu đen ăn hậu trắng thì mã trắng ăn lại hậu đen, chiếu hết. Quả là những nước đi kinh dị đến từ cậu nhóc 12 tuổi ngây thơ vô số tội. Chúng ta cùng đến với pha thí hậu thứ hai đó là vào năm 2003. Đây là trận đấu trong khuôn khổ giải cờ mua American Continental. Cậu bé Hikaru nay đã trở thành một thiếu niên 16 tuổi, không còn ngây thơ nữa, nên cầm quân đen. Còn đối thủ của cậu là đại kiện tướng Gennady Sagachi, cầm quân trắng. Ở thế cờ này thì cục diện đang cân bằng, trắng lợi hơn đen về chất, nhưng mà đen lại có thể đứng quân tốt hơn. Đen để tốt C4 tấn công xe trắng. Trắng hổ báo thí xe ăn tốt đen Nghĩ rằng đây là một nước hay Vì nếu tốt đen ăn xe trắng Thì mã trắng ăn lại chiếu bắt hậu Tuy nhiên đen không ăn xe trắng Mà lại lấy tượng ăn mã trắng Thế là trắng thiệt mất một mã Nếu mà ăn tượng thì sẽ bị mất xe Mà xe trắng thì cũng chẳng có thể chạy đi được đâu nữa Trắng liền đẩy tốt xuống D6 tấn công hậu đen và thí tốt Hậu đen ăn tốt trắng Xe trắng ăn tốt đen và thoát nạn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì đã giải cứu được con xe Thì đèn phi xe xuống C1 triệu Trắng chạy vua A2 Lại định thở phào nhẹ nhõm thì đèn phi ngay hậu vào A3 triệu sau nước đi này thì trắng biết là có cố gắng Cũng chỉ làm nỗi đau thêm dài mà thôi Nên đành chịu thua Nếu tiếp tục thì ván cờ sẽ diễn ra như thế nào Mời các bạn tham gia giải đáp giúp mình nhé pha thi hậu này nó na ná pha thi hậu của Manukasen trước Sergei Kazakin mà mình đã giới thiệu ở video bữa trước ấy. Khả năng là Kazakin đã học mốt được chiêu này của Nakamura các bạn ạ. À? Mời các bạn đến với pha thi hậu thứ ba. Đây là ván cờ diễn ra tại giải đấu quốc tế tổ chức tại Barcelona, Tây Ban Nha năm 2007 giữa thanh niên Hikaru 20 tuổi cầm quân đen và đối thủ là siêu đại kiện tướng Krasenko cầm quân trắng. Ván cờ này sau đó đã được bình chọn là một trong 10 ván cờ hay nhất của thập kỷ 2000. Và nhiều người còn gọi nó là ván cờ bất tử của Hikaru Nakamura. Ở thế cờ này, cục diện đang cân bằng. Tốt đen ăn tốt trắng, dọa đẩy tiếp C3 tấn công đôi tượng và mã trắng. Trắng nhảy mã C6 kết hợp với xe tấn công tượng đen E7. Xe đen ăn mã trắng, tượng trắng ăn mã đen kết hợp cùng xe tấn công tượng đen. Lại còn mở đường cho xe tấn công hậu đen nữa Trắng ung dung nghĩ thầm, quả này kiểu gì nó phải chạy hậu và bị mất tượng Nhưng mà thật không ngờ, đen lại có một nước đi cao thâm khó lường Đó là thí hậu ăn tốt trắng, chiếu What Và máy tính đương nhiên đánh giá đây là nước đi thiên tài Nếu chạy vua thì sẽ bị mất tượng Cho nên trắng lấy vua ăn hậu đen Giờ nếu mà xe đen ăn tượng trắng, chiếu Thì trắng chạy vua về G1 Tượng đen C5 chiếu thì trắng chạy vua về H1 là xong. Đen không làm gì được nữa mà thiệt hại nặng nề là con hậu chắc chắn sẽ toang. Do đó ở ván cờ thực tế, đen phi tượng C5 chiếu. Trắng có đưa xe hay tượng lên cản chiếu thì cũng chỉ mất thêm quân chứ chẳng giúp ích được gì. Do đó chỉ có chạy vua F1 hoặc là F3. Nếu trắng chạy vua F1 thì tốt đen C3 chiếu mở. Nước tốt nhất cho trắng là xe E2 cản chiếu Khi đó thì đen đẩy tốt C2 tấn công đôi hậu và xe trắng Hậu trắng ăn tốt đen Tượng đen ăn xe trắng chiếu Trắng chạy vua E1 Tượng đen D3 chiếu bắt hậu Trắng còn phi nữa đâu mà không vơi Trở lại ván cờ thực tế Trắng chạy vua F3 Và từ đây cuộc săn vua bắt đầu Xe đen ăn tượng trắng chiếu Trắng chạy vua G4 Mã đen E5 chiếu nếu xe trắng ăn mã đen thì tượng đen C8 chiếu Vua trắng chạy H4 Xe đen ăn xe trắng Trắng sẽ bị chiếu hết sau 3 nước Do đó ở ván cờ thực tế Trắng không dám ăn mã đen Mà chạy vua G5 Xe đen G6 chiếu Trắng chạy vua H5 Đen để tốt F6 Chuẩn bị nước sau sang xe H6 chiếu hết Trắng buộc lòng phải thí xe ăn mã đen để kéo dài thêm sự sống cho vua xe đen ăn lại xe trắng chiếu trắng chạy vua h4 đen lùi tượng về c8 nhốt vua trắng lại chuẩn bị nước sau đưa xe sang h6 chiếu hết đến lúc này biết là có cố gắng cũng chỉ làm nỗi đau thêm dài mà thôi trắng đành chịu thua quả là siêu phẩm không hổ danh mọi người ca ngợi là ván cờ bất tử của Hikaru Nakamura tiếp theo mời các bạn đến với pha thi hậu thứ tư đây cũng là một siêu phẩm của Hikaru khi anh cầm quân đen Sử dụng khai cuộc phòng thủ Ấn Độ Kings Indian Defense Để đấu với siêu đại kiện tướng Boris Joffan Boris Joffan chính là người đã lọt qua vòng đấu ứng viên Để giành quyền thách đấu vua cờ Viswanathan Anand vào năm 2011 Bán cờ diễn ra tại giải vô địch cờ vua thế giới tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2010 Ở thế cờ này thì hai bên vẫn còn nguyên các quân Chỉ mới mất có một hai quân tốt Chúng ta nhận thấy trắng đang có ưu thế bên phía cánh hậu, còn đen đang có lợi thế phía cánh vua. Đen thí mã ăn tốt trắng G2. Ở đây vua trắng ăn mã đen cũng được. Nhưng mà chắc là trắng sợ đen đi hậu D7 rồi phi tiếp vào H3 chiếu. Do đó thì trắng không dám ăn mã đen mà lấy tốt ăn tốt đen và tấn công hậu đen. Không thèm chạy hậu, mã đen ăn xe trắng. Và đây là pha thí hậu đầu tiên trong trận đấu này Nếu tốt trắng ăn hậu đen rồi biến hình thành siêu xây ra thì cũng chẳng để làm gì Bởi vì tốt đen G2 chiếu hết Do đó trắng không dám ăn hậu đen mà lấy hậu ăn mã đen Đen đẩy tốt G2 chiếu buộc vua trắng phải ăn tốt đen và cột G được mở thông Đến bình xe G7 chiếu trắng lại giúp vua vào H1 cho an toàn Đến phi tượng lên H3 và thí hậu lần thứ hai. Tương tự như ban nãy thì nếu mà tốt trắng ăn hậu đen thì tượng đen G2 chiếu hết. Do đó trắng vẫn không dám ăn hậu đen mà lùi tượng với F1 gạ đổi tượng nhằm bảo vệ cứ điểm G2. Đen không đổi tượng với trắng mà phi tiếp hậu vào D3 thí hậu lần thứ ba Và giờ thì máy tính mới đánh giá đây là đức đi thiên tài. Đương nhiên thì trắng cũng vẫn không dám ăn hậu đen bởi vì tượng đen G2 chiếu hết. Trắng lấy mã ăn tốt đen và tấn công hậu đen Đen vẫn không chạy hậu mà lấy tượng ăn tượng trắng Đây là pha thí hiệu thứ tư của Hikaru trong trận đấu này Nếu mã trắng ăn hậu đen thì tượng đen lại g2 chiếu hết Do đó trắng cũng vẫn không dám ăn hậu đen Mà lấy hậu ăn tiếp tượng đen và gạ đối. Hậu đen ăn mã trắng tấn công đôi mã và tô trắng Trắng tiếc quân tốt thông sắp phong cấp nên bình xe C1 tấn công hậu đen để bảo vệ tốt. Hậu đen ăn mã trắng, tốt trắng phòng hậu, xe đen ăn hậu trắng, xe trắng ăn lại xe đen. Đen hiệu E6 tấn công xe trắng. Sau nước đi này thì trắng biết là có cố gắng cũng chỉ làm nỗi đau thêm dài mà thôi nên đành chịu thua. Nếu tiếp tục thì trắng vẫn chưa thể thua ngay được. Nhưng mà đen với lợi thế hơn hẳn một quân nhẹ sẽ dễ dàng giành chiến thắng. Chẳng hạn trắng mà chạy xe A1 để bảo vệ tốt A5 Thì đen sẽ thí mã ăn tốt trắng E4 Tốt trắng mà ăn mã đen thì hậu đen ăn lại chiếu hết ngay Nói chung có đánh kiểu gì thì trắng cũng không tránh khỏi kết cục đi thảm Nên dừng đồng hồ chịu thua là một lựa chọn chính xác Ván cờ với 4 lần thí hậu mà đối thủ không dám ăn Đúng là chưa từng thấy xưa này Chúng ta cùng đến với pha thí hậu thứ năm đây là ván cờ tại vòng bán kết giải vô địch cờ nhanh năm 2018 được tổ chức trên chess.com giữa Hikaru và Levon Aronian. Ở ván này Hikaru lại cầm quân đen, còn Levon Aronian cầm quân trắng. Ở đây chúng ta thấy vua đen đang bị hở toang hoác và trắng đang gây sức ép về phía vua đen. Nhưng mà bù lại thì đen hơn trắng một tượng, một mã và cũng đang có xe và hậu kiểm soát cột G và H cùng cặp tượng âm dương nhắm về phía vua trắng, để sẵn sàng phản công. Trắng nhảy mã F6 tấn công hậu đen. Không thèm chạy hậu, đen lấy tượng ăn tốt trắng và thí hậu. Và máy tính đánh giá, đây là nước đi thay tiền. Đây cũng là nước thí hậu đầu tiên trong trận đấu này. Nếu mã trắng ăn hậu đen thì tượng đen G4 chiếu mở bắt lại hậu trắng. Trắng chạy vua G1 thì tượng đen ăn hậu trắng, xe trắng hay là tốt trắng ăn lại tượng đen thì tốt đen ăn tốt trắng chiếu mở Trắng chạy vua G2 Mã đen E3 chiếu Vua trắng chạy G3 Tốt đen là tiếp tốt trắng Trắng kiểu gì cũng mất thêm cả xe và mã nữa Và sẽ toang ngay Do đó ở ván cờ thực tế Trắng không dám ăn hậu đen Mà lấy tốt ăn tượng đen Đen hiệu C8 kết hợp với xe tấn công tô trắng Trắng đi vua H2 bảo vệ tốt đến nhảy mã vào d2 tấn công đôi xe và hậu trắng, trắng chạy hậu g2 mã đen ăn xe trắng, xe trắng ăn lại mã đen. như vậy đen đang lợi hơn trắng hẳn một xe. tuy nhiên thì một quân xe của đen đang bị chết dí ở góc a8 nên cũng không có khả năng gây nguy hiểm gì. đến chạy vua f8 tránh bị trắng chiếu mở, trắng đầy tốt e5 phong tỏa đường chéo mà hậu đen đang kiểm soát. tuy nhiên nước đi này thì làm tốt trắng e4 không có quân bảo vệ. Mã đen ăn tô trắng, trắng nhảy mã D5 chiếm lĩnh trung tâm, đen đi hậu D7, tượng trắng E7 chiếu, nếu đen chạy vui E8 thì trắng sẽ lùi tượng về F6 tấn công xe đen, đen phải duy trì quân xe để ngăn hậu trắng lao xuống chiếu hết cho nên sẽ phải chạy xe F8, tượng trắng ăn mã đen, dọa nước sau nhảy mã vào F6 chiếu bắt hậu, lợi thế sẽ nghiêng về trắng. Trở lại ván cờ thực tế Đen không chạy vua Mà thí hậu ăn tượng trắng Đây là pha thí hậu thứ hai trong trận đấu này Mã trắng là hậu đen Vua đen ăn mã trắng Về lực lượng quân sự bây giờ thì nói chung là ngang ngửa nhau Đen có lợi hơn một chút về chất Nhưng lại có thể đứng quân đẹp hơn rất nhiều Hậu trắng ăn tốt đen và tấn công đôi hai tốt của đen Đen dịch vua D7 bảo vệ tốt C7 Hậu trắng liền ăn tốt A6 Tốt đen ăn tốt trắng dọa phi tượng và g1 chiếu bắt hậu trắng chạy hậu b5 chiếu đen chạy vua c8 tốt trắng ăn lại tốt đen đen đi tượng b3 liên kết chặt chẽ với tốt và mở đường cho xe tấn công tốt trắng trắng lui hậu về 2 bảo vệ tốt đen đi xe a4 sau đó sẽ sang h4 trông hai xe tấn công tốt trắng h3 trắng đành đi hậu g2 để bảo vệ tốt nhưng đây lại là một sai lầm bởi vì mã đen G4 chiếu Tốt trắng đang bị ghim không thể ăn lại Nên trắng chạy vùa H1 Đen nhảy mã E3 tấn công đồi hậu và xe trắng Trắng chạy hậu C6 tấn công lại xe đen Tuy nhiên đen không vội đổi xe với trắng Mà lấy xe ăn tốt trắng chiếu sau nước đi này thì trắng biết là có cố gắng cũng chỉ làm nỗi đau thêm dài mà thôi nên đành chịu thua nếu tiếp tục thì trắng chỉ có nước duy nhất là chạy vua G1 Mã đen làm tô trắng chiếu mở Trắng chạy vua G2 Thì xe đen G3 rồi H4 chiếu hết Do đó trắng sẽ phải đi xe F2 để cản chiếu Khi đó thì đen sẽ đổi tượng lấy xe của trắng Và với song xe cùng một mã kết hợp này thì trắng cũng sẽ toang sớm với những ván cờ nhanh mà có thể đánh với độ chính xác như thế này thì đúng là chỉ có ông hoàng cờ chớp Hikaru Nakamura mới làm được. giờ lại có thêm cả live stream thần trưởng trong tay nữa thì đúng là ở đấu trường chess online Hikaru gần như không có đối thủ. như vậy là mình vừa giới thiệu đến các bạn năm pha thiệu kinh thiên động địa đến từ vị trí của ông hoàng cờ chớp Hikaru Nakamura từ khi là một cậu nhóc 12 tuổi ngây thơ vô số tội cho đến khi là một thiếu niên trưởng thành mà các bạn để ý trừ ván cầm quân trắng là hồi còn ngây thơ ra thì từ thời thiếu niên trở đi Các siêu phẩm của Hikaru đều đến từ quân đen Chứng tỏ cái độ đen tối của Hikaru nó ngày càng bá đạo Có lẽ anh nên đổi tên ông Hoàng cờ chớp thành ông Hoàng lây lội thì sẽ hợp lý hơn Ok cảm ơn các bạn đã theo dõi video Xin chào và hẹn gặp lại